Rồi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của kênh Fan Kỳ GT. Ngày hôm nay thì mình có chuyến đi chở gạch lên Đắk Long nha. Chở gạch với lại một ít xi mọi người. Một thiên gạch với lại 2 tấn xi. Trên xe mình bây giờ chỉ có 3 tấn hàng thôi, rất là nhẹ luôn. 3 tấn hàng thì gầy ngứa con này. Bây giờ mình chạy lên hướng Đắk Long nha mọi người. Mọi người cùng xem hành trình của mình hôm nay, mình chạy đến Đắk Long, fan mình sẽ đón mình như thế nào nhá. Chứ bây giờ là thì mùa mưa rồi. Mình chạy vật liệu cũng ít dần và bây giờ những cái chuyến chạy của mình sẽ chỉ quay những cái cảnh fan đón thôi nha mọi người. Mà mình thấy cái cảnh fan đón nó cũng rất là vui. Và thứ hai nữa là các bạn fan là chủ yếu là thích nghe tiếng còi và Suri. Đấy thì phải có fan mình mới bấm, còn không có fan mình ít khi mình bấm lắm. Mình cũng chả bấm để làm gì hết. Đấy. Và bây giờ mọi người hãy cùng theo dõi hành trình của mình, xem mình lên hướng Đắk Long có điều gì thú vị nha. Let's go. Đâu, bàn đón nè mọi người. Đây là fan ở đoạn núi con nhá. Tiện thể mình chơi nhảy ba pro trước. Bài số 4 huyền thoại mọi người. Đây là bài số 4 huyền thoại nhá. Như nào đây. Có một đứa chứ mấy. Đây bên này là bé gái. Chỉ gật đầu thôi không có nhảy. Chỉ có gật đầu. Rồi là hết núi con, chỉ bị tới con bong nhá. Không biết con bong có fan nào đón không. Cả khi này. Cả khi xe có bán tèo. Do anh chở, mình thấy anh chở nhiều quá. Mình mà đi sau anh thì rất là lâu. Nên mình bấm bài vun cúc cho ảnh né cho mình luôn. Tại vì mình chạy nhanh hơn ảnh mà. Giờ xe mình ít hàng, mình chạy nhanh hơn. Đấy. Rồi, ở con bong thì không có fan đón đâu mọi người ạ. Con bong không có fan đón. Ồ, fan đón ở đây thì quá tuyệt vời rồi. Mình bấm cho thoải mái luôn. Mình cực kỳ là thích bấm luôn này, không có làm phiền ai hết, là chỉ có dành cho những người thích thôi. Tức là mấy bạn đón ở đây là chỉ có những người thích mình và thích cái còi của mình thì mấy bạn mới đón ở những chỗ thế này, là mình bấm cho thoải mái luôn. Còn ở đông nhà, đông dân cư thì mình không dám bấm đâu mọi người nhá. Đây là fan của Rinum. Giờ mình chuẩn bị lên tới Đắk Ác rồi mọi người ạ. Để mình gọi cho chủ nhà đón trước nha, chứ không thì nó lại đi đâu mất không chịu tâm. Ok, để mình điện cho chủ nhà trước nhá. Lần này sếp mình đưa không có tên. Trời ơi, không nhấc máy rồi. Xem ngoài có đúng không biết. Gọi lần 2 nha mọi người, không nhấc máy rồi. Không nhấc máy mọi người ạ. Vào từ đấy mình lại điện cho sếp, tên cũng không có luôn nha. Chỉ có số thôi. Không bấm được, có cái đồ này nha, không bấm được đâu. Mấy đứa nhỏ bảo mình bấm còi nhưng mà do ở đây có cái đồ này này, có cái đồ này là mình bấm không được, nghĩa là cái chốt chứ quên, nghĩa không phải cái đồ, do có cái chốt này là mình không thể nào bấm được. Ôi trời ơi, họ lấy đất từ đó mà về làm nền nhà đây thì sao được. Đây đằng này nó muốn lỡ rồi sao lại lấy đất ở đây ta. Ồ đây họ lấy xe máy họ chế giờ dạng như cái xe ben rồi. Ồ khỏe thế nha. Ủa giống xe ben mất rồi. Trời ơi. Khiếp thật.
Ở trên đây họ đúng là biết cắt độ thật mọi người, cớ đó luôn, lấy cái xe mai xe độ hay xe máy á, độ cho nó một cái thùng rồi người đổ đất lên, trời ơi khiếp, mình cũng phải thốt lên luôn á. Mình không bấm đấy, để đắc ác này, đắc ác đón mình hơi bị nhiều nhưng mà mình không bấm, không bấm nhá. Có bạn fan này rồi, thế là không bấm nhá, chứ không bấm nó ổn nhá, không bấm đâu. À rồi về bấm cho. Hẹn mình á. Hẹn bảo về bấm. Trời ơi mình điện cho cái số này sao lại không nhấc máy này trời ơi. Để mình điện lại cho sếp. Mình điện lại cho sếp nha mọi người. Chứ tự nhiên không thấy nhấc máy. Không được rồi, không biết nhà đó nằm nữa. Gọi cho nhà số này đưa đâu có nhấc máy đâu, 3 4 lần rồi không thấy nhấc máy. Không, anh điện thử không? Em đang ở Đắk Lắk đây rồi. Qua cộng đồng một tí hả? Rồi, anh gọi đi. Ồ, qua cộng cái chốt vừa nãy một tí hả? Vậy thì sao này ta? Vậy thì mình đứng ở đây đi, mình đứng ở đây mình đợi. À, lại có xe máy không? Này phải lấy xi măng bên này đã. Mở cái khoang này lấy xi măng trước rồi mới bên gặt. Mở cái khoang bên này nhá. Đỡ đỡ với em ấy. Bỏ xi măng vô đó à? Sao gọi sáng giờ không nhóc máy? Em đợi em đây này. Mới gọi giờ mà sáng đâu. Em đợi từ 9 giờ nhà Dung Kinh tới giờ luôn á. Gọi từ 9 giờ sáng luôn á. Trời mưa gì. Bây giờ bốc chi trước rồi. 50 bao. Cane để dê thêm cho sắt nữa. Căn cho em dê sắt luôn kia luôn để gần bốc cái nhanh. Căn cho em dê sắp đụng cái chuồng gạo luôn nha. Sắt luôn. Từ từ đó, từ để dê thêm nữa. Cứ đứng im nha. Giữ chi đi không nó rớt. Từ sáng giờ mình lên là gọi bây giờ tới 12 giờ mới nhận được hàng này mọi người này. Sáng giờ hôm qua mình không quay thôi. Ngoái luôn á, giờ mình còn chưa ăn cơm. Điện từ sáng giờ không nói nhà không điện không được luôn. Giờ lên mình mới nói cho mình mới hỏi sao sáng giờ điện máy không được. Đây lấy giật nóc nhà sau đây hả? Phải không? Giật nóc đó hả? Dạ. Hùn bây giờ không lại cho cô đây nè. Ông nào? Hùn. Hùn em không biết. Hùn ở đoàn nào, nhà đoàn nào? Không biết, trước lấy cho xe rồi. Thôn chứ. Phải không? Ông Thôn. Không biết, em không biết luôn.
nhà chỗ nào em cũng đây nhà mình đây là em lấy tôn chỗ nào chưa, đặt tôn chưa? Chưa không lấy bên Trung Hiếu luôn. Thế nào đây chứ? Thì nó có nhiều loại mà anh lấy mấy gem rồi thường hay loại tốt. 3,5 hoặc thế nào? Đây là tốt hay thường ấy? Loại tốt rồi. Để em hỏi, em gọi lại giá. Được thì đặt bên em luôn được. Cảm thấy nếu giá cả nó hợp thì lấy, còn không thì chịu thôi. Tốt. À, xem đếm đủ 50 bao chưa? Cái tôn 3,5 là bao nhiêu một mét anh? Đây là em gọi cho anh Hiếu là chủ xe mà. Em chạy xe thôi, em đâu phải là chủ. Chuyển nhá. Chuyển khoán hả? Rồi. Chuyển nhá. Chuyển cho tiền kia đưa cho chị. Đây là chuyển cho chị Chin đó hả? Không, ông Chin, ông đặt hàng. À, là anh đưa cho ông kia hả? Ông kia đặt hàng, ông kia trả. À, đấy anh xem đây tôn lấy được không? Ông bớt cho 105 cũng được. Sao cắt thế chứ? Cắt thì mới biết được nhiệt hả? Cắt thì mới biết được sao được. Chưa đạt về. À thì xem thì nếu mà lấy bên em thì điện là cái số này em đưa đấy. 105 đúng không? Dạ. 3,5 đúng không? Ừ. Được. Nhưng mà màu xanh lá cây thì có. Lá cây. Ừ, hoặc lá cây. Hoặc là màu nâu, màu sô cô la. À, sô cô la đúng không? Ờ. À. Thì anh thích loại nào thì lúc đấy điện số hồi nãy em hóa đơn trên góc bên phải có số của chủ xe, số anh Hiếu vào đây này anh hồi nãy hóa đơn đấy, không thì anh lưu đi em đọc cho. Không, cho em ạ. Hiếu nãy có rồi, Hiếu lưu lâu rồi. Ờ đấy, thì anh gọi nha. Chỗ em đây không gì. Em hả? Ờ, bấm, hồi nãy em điện đây này. Bây giờ tên gì? Tên Kỳ. Ờ, thì ông cho em mới bảo nhà anh. Nhà thì kia rồi, lấy xe cái. Giờ em thấy bảo nhà anh. Để tên lên. Rồi rồi. Thì em mới hỏi luôn, lấy tôn thì lấy luôn cho. Ông chạy. Ông đời nào chạy xe đâu. Giờ, đuổi chưa? Chi đuổi chưa? Tiến là xe đổ cái này. Rồi, từ từ để em đóng cái bưng ra. Thế thì để em báo lại anh Hiếu thôi chứ mất công. Thế nữa dê luôn à? Đóng, để em đóng luôn. Đi cho bên kia dê theo đường ô tô. Dê luôn đúng không? Rồi. Ai, cuối cùng cũng giao xong, giờ chưa ăn cơm luôn mọi người. Dê mãi ra ăn sau kìa. Đổ bên đó à, anh đổ à? Đổ chỗ đất à? À. Vướng không biết. Xem sợ vướng dây điện đó. Rồi. Vướng cái này rồi. Em làm vào thêm tí nữa. À, cho nó rớt bánh xe kia luôn.
Ben của mình lần này phải chín lại rồi. Nó bị rớt ấy ra sau nhiều quá. Anh đang cần dây điện cho mình. Vương. Đã hết chưa biết. Rồi hết rồi. Em về nha. Giờ mình sẽ về bên kia ăn cơm nhá, mình chưa ăn cơm đâu mọi người. Ăn cơm xong rồi chiều mình chạy gì chưa biết, lại đăng điện cho sếp. Đấy là tiền là cái anh nhà bên này là bảo cho cái chú kia trả chứ không phải họ trả. Đồng lắm mọi người ạ. Ở đây giờ không yên rồi. Sao? Hả? Biết mua không? Biết. Định nghỉ ở đây mà không được, ổn quá mọi người. Phản đón xung quanh xe đông lắm. Trả lại phản đón. mấy đứa con nít ở đây là coi như là chỉ cần nghe tiếng con em, kể cả bé sơ sinh hay rồi thì cũng biết vẫy tay này những yên cu mình luôn. Thôi mình về tới chốt rồi nha mọi người. Em qua luôn anh ơi, em qua. Bão quá trời bão luôn. Xe đằng trước này còn có nhai bóp rồi mọi người ạ. Nhưng mà coi ông vàng nghe hay hơn. Cái con đằng trước này có coi ông vàng nghe hay hơn. Hồi nãy vừa bấm nhưng mà mình lại không quay được. Xe trước có nhạy bảo pro chơi với kèn ông vàng đúng bài luôn. Vậy mà xe trước không bấm rồi à? Có mấy đứa nhỏ đón thấy mà không bấm. Xe trước có kèn ông vàng. Đó, đang bấm kìa. Đó. Đấy, đằng trước có kèn ông vàng nghe phê hơn mọi người ạ. Đó. Lại bấm. Xuất hiện quá trời idol luôn. Idol chơi xe nha mọi người. Hay quá mọi người. Xe trên có ông vàng hay quá. À kia rồi. Kia chắc lại mọi người nghe nữa này. Có phản đón đi kia thì chắc anh sẽ bật tiếp.
trên đây có ông vàng mà nhảy ba pro quá êm luôn. Bây giờ mình kết thúc tại đây nhá. Tạm biệt tất cả mọi người trong các tập tiếp theo nhá. Bye bye.